điểm màu xanh lá cây trên tia số biểu diễn số nào? Chúng ta có một tia số đã được đánh dấu sẵn vạch 1,5 hay 1 và 5 phần 10, vạch 1,6 hay 1 và 6 phần 10, vạch 1,7 hay 1 và 7 phần 10. Khoảng cách giữa hai vạch màu xanh ra trời liên tiếp là 1 phần 10 hay chính bằng 1 và 6 phần 10 trừ 1 và 5 phần 10 và cũng bằng 1 và 7 phần 10 trừ 1 và 6 phần 10. 1 phần 10 cũng có thể viết thành 0,1 hay dưới dạng phân số là 1 phần 10. Để biết được điểm màu xanh lá cây, biểu diễn số bao nhiêu, chúng ta cần phải biết mỗi vạch màu đen tương ứng với bao nhiêu. Khoảng cách từ vạch 1,5 tới vạch 1,6 là 1 phần 10. Khoảng cách này được chia thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đoạn bằng nhau. Vậy khoảng cách giữa hai vạch màu đen liên tiếp bằng 1 phần 10 khoảng cách giữa hai vạch màu xanh ra trời liên tiếp. Như ta đã biết, khoảng cách giữa hai vạch màu xanh ra trời liên tiếp là 1 phần 10. Vậy khoảng cách giữa hai vạch màu đen liên tiếp bằng 1 phần 10 của 1 phần 10 hay 1 phần 100. Từ vạch 1,5, chúng ta phải đi qua bao nhiêu đoạn 1 phần 100 để đến được điểm màu xanh lá cây? Các bạn hãy cùng xem nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta cần đi qua 7 đoạn 1 phần 100. Vậy khoảng cách từ vạch 1,5 đến điểm màu xanh lá cây là 7 phần 100 hoặc viết dưới dạng số thập phân là 0,07. 1,5 cộng 0,07 sẽ bằng 1,57. Vậy điểm màu xanh lá cây biểu diễn số 1,57.